Ngày 7, Đức Mẹ Jikovic, Ba Lan. Ngày mai, phục vụ giáo hội mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, vì Chúa Kitô đã ban Đức Maria làm mẹ tất cả chúng ta. Hỡi con, này là mẹ con. Nên việc mọi con cái nam nữ đón mừng sinh nhật của mẹ là điều phải lẽ. Những lời chúc mừng sinh nhật của chúng ta theo thiện ý tốt nhất nên được diễn tả bằng những lời quen thuộc mà sứ thần đã nói khi tuyên bố Đức Maria sẽ làm mẹ Thiên Chúa. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà được kiếm phúc hơn mọi phụ nữ. Vì thế, hôm nay chuỗi kinh Mân Côi mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Mẹ Maria sẽ quan tâm và trân trọng tình yêu của chúng ta dành cho mẹ. Việc mừng sinh nhật Đức Maria tự nhiên sẽ đưa gia đình Chúa đến với bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc con Thiên Chúa đã dọn sẵn và mời gọi tất cả chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin chúc mừng sinh nhật mẹ. Con lấy lòng trông cậy than vang. Joseph F. Hogan, S.J.